đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều vào tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì, dạy hạnh biết là tu trong thiền. Chữ thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư Đông Đức, kính chư thưa đại chúng. Bài học hôm nay môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu Abhidhammatha Sanggraha, bài 14, tâm thiện dục giới tịnh hảo, kama vachara kusala citta ni, tỳ khưu giác lạc biên soạn và giảng giải. Bài 13, tâm thiện dục giới tịnh hảo, kama vachara kusala citta ni. Chánh văn: kama vachara vipakacitta ni. Chính: so manasahayatang ñānasambayuttang asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 10. So manasahayatang ñānasambayuttang sasaṅkhārikaṃ ekaṃ. 11. So manasahayatang ñānavippayuttang asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 12. So manasahayatang ñānavippayuttang sasaṅkhārikaṃ ekaṃ. 13. Upekkhāsahayatang ñānasambayuttang asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 14. Upekkha sahagatang ñānasambayuttang sasaṅkhārikaṃ ekaṃ. 15. Upekkha sahagatang ñānavippayuttang asaṅkhārikaṃ ekaṃ. 16. Upekkha sahagatang ñānavippayuttang sasaṅkhārikaṃ ekaṃ tí. Imāni attappi sahetukā kama vachara vipa kacitta ni nama. 1. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm quả thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm này là tâm quả dục giới hữu nhân. Lưu ý, số thứ tự trong chánh văn Pali ghi từ 9 tới 16 theo lượt kê 24 tâm dục giới tịnh hảo. Bản dịch ghi từ 1 tới 8 là thứ tự riêng trong đề tài tâm quả dục giới tịnh hảo. Chú thích: cũng như tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo được chia thành 8 dựa trên 3 yếu tố: thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ. Tâm quả là tâm tạo nên bởi tâm thiện qua quá trình hoàn chỉnh như từ hạt gieo tới lúc trổ quả và trong quả có hạt.
Tâm quả dục giới tịnh hảo mang những đặc tính tương đồng với tâm thiện qua các yếu tố thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ. Điều thú vị là các tâm bất thiện không tạo tâm quả với trạng thái tương đồng. Tâm quả trong vai trò tiềm thức có những chi phối nhất định đối với hoạt thức. Thí dụ, tiềm thức là tâm quả ly trí thì không thể nào tu tập chứng thiền đắc đạo quả. Chữ Vipa Kachitta thường dịch là tâm quả, còn gọi là tâm dị thục, dị thời nhi thục, là thành quả hoàn chỉnh của các của tác nhân. Thí dụ, gieo hộp cam mọc thành cây cam. Cây cam không là quả mà phải trổ qua kết trái. Trái cam chính là quả dị thục. Tâm quả dục giới tịnh hảo là tâm được tạo thành bởi tâm thiện dục giới tịnh hảo theo cách thành quả, chứ không phải là hệ quả. Chính vì vậy, tâm này có trạng thái gần giống như thiện. Điều này có nghĩa là nếu nhân là tâm thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì tâm quả sở tạo cũng mang những thuộc tánh tương tự. Tuy vậy, gọi là gần giống có nghĩa khi tâm thiện có những năm thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ thì tâm quả không có năm thuộc tánh đó. Để hiểu rõ những gì vừa nêu nên lưu ý và điểm sau. Có sự khác biệt giữa hệ quả, hậu quả và thành quả. Tâm quả cũng được dịch là tâm dị thục, nói cho đủ là dị thời nhi thục, nghĩa là trổ quả khác thời gian. Một người làm việc lành, trong lúc đang làm tâm hân hoan, đó là sự hưởng thụ quá trình. Tâm hân hoan đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành thường xuyên tạo thành thường nghiệp, tâm quen làm đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành được nhiều người mến mộ nên tâm an lạc đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành do nghiệp lành tạo thành sanh báo nghiệp, khi kiếp sống hiện tại chấm dứt thì kiếp sống mới bắt đầu. Tâm khởi đầu là tâm tục sinh. Tâm tục sinh này mạng thái giống như tâm thiện. Thí dụ làm thiện với tâm thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì tâm quả tục sinh của tâm quả tục sinh cũng mang ba đặc tính như vậy. Tâm quả dục giới tịnh hảo không có các thuộc tánh giới phần và vô lượng phần như tâm thiện. Điều này sẽ được nói chi tiết ở các bài học sau. Tục sinh bằng tâm gì thì tiềm thức hộ kiếp trong cuộc sống bằng thứ tâm đó và tự cũng bằng thứ tâm đó. Tâm quả dục giới tịnh hảo căn bản đóng ba vai trò: tục sinh, tiềm thức và tử. Ngoài ra, những tâm quả này còn có đóng vai trò của dư hưởng trong tiến trình tâm, do đôi khi đóng vai trò bán tiềm thức, bán hoạt thức. Agan tú cá phá quanh giá, mà Ngài Tịnh Sự dịch là hộ kiếp khách. Do bốn vai trò của tâm quả dục giới tịnh hảo, những tâm chỉ có trong cõi dục. Trong lúc tâm thiện dục giới tịnh hảo có mặt trong 30 cõi hữu tâm. Những tâm dị thục có hai. Một là tâm quả dị thục vô nhân, gồm có tâm ngũ quan và các tâm cơ năng khác như tiếp nhận, quan sát. Những tâm này cũng sanh do nghiệp quá khứ, nhưng quả nghiệp có năng lực tạo thành những hiện tượng ngoại giới như sắc, thinh, khí, vị, xúc. Trong lúc các tâm quả dục giới tịnh hảo là những dấu ấn nội tâm. Điều này là một trong những điểm tinh tế về nghiệp báo
chỉ có thể tìm thấy trong thắng pháp Abhidhamma. Mời Thanh Thủy cầm bút. Thanh Thủy ơi, dạ con xin cảm ơn, kính cảm ơn cô Như Pháp. Các con xin đọc lại. Một khái niệm rất phổ thông trong Phật học Hán ngữ là chánh báo và y báo. Trong các cách báo là tương đồng với các tâm quả tục sinh, tiềm thức tạo nên cá tính, chủng loại và trì nghiệp của chúng sanh. Báo có phần tương đồng với những tâm quả vô nhân khác như các tâm ngũ quan. Tuy nhiên, trong thông pháp, những tâm quả của nhân không có sự chi phối trực tiếp. Mặc dù có liên hệ đối với các tâm quả vô nhân, thí dụ một người sanh ra thông minh đỉnh đạt là một chuyện, mà giàu có phú túc may mắn là một chuyện khác. Cá tính có ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng không có một cá tính nào bảo đảm cho tất cả thành công, danh lợi, tiện nghi. Vai trò của tiềm thức trong cuộc sống. Muốn hiểu tâm quả dục giới tịnh hảo thì cần phải hiểu vai trò của tiềm thức. Thắng pháp Abhidhamma nêu rõ tục sinh bằng tâm nào thì tiềm thức và tâm tưởng đó. Nói cách khác, tuy ba vai trò nhưng cũng chỉ là một thứ tâm. Một người sanh bằng tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì tiềm thức trong đời sống hàng ngày cũng mang những thuộc tánh giống vậy. Tiềm thức thọ hỷ thì biểu hiện cá tính vui tươi, thọ xả thì cá tính điềm đạm, tiềm thức hợp trí thì có tư chất mẫn tiệp, tiềm thức ly trí thì tư chất thiếu thông minh, tiềm thức vô trợ thì phản ứng nhanh lẹ, tiềm thức hỗ trợ thì phản ứng chậm chạp. Như vậy, tiềm thức tạo nên cá tánh và cá tánh có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đời sống hàng ngày. Một người tục sinh bằng tâm ly trí, thiếu căn vô si thì không thể đắc thiền. Như vậy, tiềm thức có ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày, mặc dù không phải tất cả hoặc thức đều do chịu ảnh hưởng tiềm thức. Liên hệ giữa tiềm thức và hoặc thức có thể thí dụ như hai người cùng học ngoại ngữ. Một người có căn bản văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ thì sự cảm nhận khác với một người không có căn bản trình độ tiềm thức. Tuy không chi phối hoàn toàn hoặc thức nhưng có ảnh hưởng không nhỏ về thái độ lạc quan, mẫn tiệp, ứng đối hoặc thiệp. Thiều Kheo Giác Đẳng biên soạn. Và kính mời lớp học vô linh để xem biểu đồ tiềm thức và hoặc thức trong tiến trình tâm. Sau đây con kính mời đạo tràng cùng với con đọc bài Thịnh Pháp Sư. Hỏi Đức Phật viên thành chánh giác, ngẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân dân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức pháp vô biên mạng túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi may mà đủ duyên, như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đỏ dương cao đỏ lõa mặt hồ.
đó còn bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì bi mẫn hưởng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên dẫn đi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp dương im lặng nhận về giường lọc dạ, vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành duyên dung. Rồi từ đó Phật dùng cấm pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương, thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên. Đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng, thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé, kính thỉnh Hòa thượng. Cảm ơn quý thân vị. Nam mô Bụt Thầy nhé, kính thỉnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý vị. Tôi vì hôm nay chúng ta học về tâm thành quả dùng giới tịch hảo. Ngày xưa chúng tôi ở gần một thiền sĩ đó, thì ngài cũng gọi là tâm đại quả. Và khi mà chúng ta đi vào tâm thành quả này đó, thì có một số điểm tương đối rộng mà lẽ ra chúng ta đề cập trong những bài học trước khi mà học về tâm quả vô nhân, tức là cái vai trò của tiềm thức và hoạt thức. Nhưng mà chúng tôi chờ cho đến hôm nay trong bài học này mới đặc biệt đề cập đến. Thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta hãy nói về tâm quả. Đúng đây, đúng ra thì chữ này đó, trong bản dịch của Minh Châu Thất Pháp Thời Biểu Luận chữ quý ba cá và thực sự là tâm dị thục, tâm dị thục và tâm quả đó, thì Hòa Thượng Minh Châu đặc biệt dùng cho chữ phá lát, tức là trong 20 tâm đạo và 200 tâm quả xuất thế thì mới dùng tâm quả. Và do vậy chúng tôi hơi chúng tôi dành ít thời giờ để nói về cái hệ quả, hậu quả và cái kết quả. Trong cuộc sống của chúng ta thì thưa quý vị, có nhiều điều xảy ra, nó như là một cái cơn sóng. Ví dụ là một trận động đất xảy ra ở trong lòng biển và tạo nên một sóng thần. Do có động đất nên có cái địa chấn khiến cho mặt nước biển tạo nên những cái cơn sóng. Cơn sóng này nó nhồi cơn sóng kia, cơn sóng kia nó tạo nên cơn sóng nọ. Và khi nó đi vào trong bờ đó, thì thưa quý vị, nó lại tạo thành một cái mà người Nhật Bản gọi là tsunami, tức là sóng thần. Lại để sóng thần đó, là một cái đợt sóng dâng rất cao. Và khi
nó dâng rất cao thì nó vượt qua khỏi cái bờ biển, đi sâu vào trong đất liền, có khi 5-7 cây số, với một cái khối nước khổng lồ như vậy. Và khi nó rút ra thì nó tạo nên một sự cuốn trôi nhà cửa cây cối, và không phải chỉ có cái sức nước mà còn có những cái cây hay là những vật liệu xây cất, rác rưởi, những cái thứ mà nó bị cuốn trôi theo dòng. Và những thứ này thì nó tạo nên những cái sự va chạm, va chạm. Và chúng tôi đã từng đi sang cứu trợ tsunami năm 2006 ở bên Thái Lan, tỉnh Lan. Thì chúng ta rất khó tưởng tượng rằng những cái khách sạn 5 sao mà sóng thần vào nó sang thành bình địa. Thế hoặc giả là ở tại tỉnh Lan, chúng tôi đã nhìn thấy một cái đường rầy nằm sắt ở dưới đất. Khi mà sóng thần vào đó thì nó bẻ gãy lội cái đường rầy, cái đường sắt mà nước mà nó có thể bẻ gãy lội, thì chúng ta hiểu là nó như thế nào. Thì thưa quý vị, chúng ta hỏi rằng một cái cơn động đất xảy ra Sumatra, Indonesia, nó tạo thành những con sóng lớn, con sóng lớn đánh vào trong bờ, nước dâng lên cao đánh vào trong bờ. Do nước dâng cao đánh vào trong bờ thì nó tàn phá nhà cửa, giết chết con người. Thì cái nào thực sự là hệ quả, cái nào là hậu quả, cái nào là kết quả? Thì chúng ta phải nói như vậy, là cái cơn động đất ở Sumatra đó, cái gọi là cái quả thật sự, cái hậu quả thật sự đó, đó là nhân mạng, tức là cái số người chết. Lúc đó trên 370.000 người chết do trận động đất tsunami 2006 thì quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nói rằng do có địa chấn ở Sumatra tạo nên những cơn sóng, thì những cơn sóng là hệ quả, chưa phải là cái, trong cái đó thì chúng ta chưa phải là hậu quả, quả thực sự. Và nước dâng lên cũng chưa phải hệ quả, nhưng mà cái kết quả sau cùng mà được kết trình trọn vẹn, đó là cái sự mất mát của nhân mạng và tài sản. Hay chúng ta lấy ví dụ là do một người phát tâm xuất gia, thì người đó cạo tóc đắp y, nhưng mà cạo tóc đắp y không phải là cái quả của đời sống xuất gia, mà đơn thuần điều đó là một cái điều tất nhiên. Đi tu thì phải mang hình tướng xuất gia, rồi từ hình tướng xuất gia thì nó trở thành một phần của đời sống xuất gia. Và đời sống xuất gia nếu đúng nghĩa thì có những cái thành tựu lợi lạc, và cái thành tựu lợi lạc của cho mình, cho người khác, thì cái lợi lạc sau cùng giác ngộ giải thoát mới là sa môn quả đích thực. Ở trong trường hợp này cũng vậy, một người làm thiện thì thưa quý vị, như là mùa dân y sắp tới đây, có một số quý Phật tử phát tâm để cúng dường tăng y cho các chùa. Và khi phát tâm cúng dường như vậy đó, thì bây giờ do cái sự cúng dường, tâm của những vị này rất là hoan hỷ. Sự hoan hỷ đó nó giúp cho chúng ta, giúp cho vị thí chủ giảm bớt những căng thẳng trong đời sống, có cái động tinh tấn hơn trong Phật pháp. Nhưng mà sự hoan hỷ đó đó có thể là một cái hệ quả, nhưng mà cái sự hoan hỷ đó nó chỉ là một cái hưởng thụ quá trình, chứ nó không gọi là quý ba cả.
hồi quý bà cá, tức không gọi là quả gì thuộc. Cho đến khi nào từ cái tâm thiện đó tạo ra một tâm quả giống như tâm thiện, và cái tâm quả đó làm cái vai trò là cái tâm tục sinh ở trong một kiếp khác, rồi bên cạnh tâm tục sinh đó thì nó đóng cái vai trò của tâm tiềm thức hay là tâm hồn kiếp, và tâm bệnh chung hay tâm tử. Thì lúc bây giờ cái tâm đó mới gọi là quý ba cá. Do vậy Hòa Thượng Minh Châu dùng cái chữ gọi là tâm dị thục. Thục là chính, dị là khác, mà lấy từ cái câu gọi là dị thời nhi thục, là khác thời mà thành tựu, khác thời mà kết quả, trổ quả, gọi là dị thục. Như vậy cái tâm quả này nó khác với cái quan niệm mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày, như là hưởng thụ quá trình, như là vui lúc mình đang làm, quan hệ lúc mình đang làm. Và thứ gì, nó phải là một cái tâm mà có cái trạng thái tương tự như tâm thiện. Thí dụ mình làm bằng tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì tâm quả nó cũng là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Bây giờ thì tôi muốn nói đến một cái điểm mà hơi tế nhị quý vị Phật tử phải để ý, là khi mà chúng ta nhìn vào tám tâm thiện dục giới tịnh hảo, tấm tâm quả dùng biết tình hảo đó, thì chúng ta thấy là về cái tính cách, về bản chất có vẻ như tương đồng. Thí dụ như là tâm thiện dục giới hợp trí vô trợ, thì nó ra, nó sẽ sản sinh ra cái tâm gọi là tâm quả hợp trí thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nhưng mà chúng ta nên để ý một điểm đó, là cái vô trợ hữu trợ, hay là chúng ta gọi là có tác động hay không có tác động đó, thì nó chỉ xảy ra ở tâm quả thôi. Ở trong, xin lỗi, có tác động hay không tác động là chỉ xảy ra trong tâm thiện thôi, chứ ở trong tâm quả đó nó chỉ là một bản sau, chứ không phải là nó được tác động nữa. Một cái tâm quả hữu trợ đó thì nó không phải là cái tâm quả được tác động như là tâm thiện. Dạ. Có một ngày nào đó mà mình đi theo một người rất khổ, mình cũng muốn giúp, nhưng mà trong túi mình đã còn ít tiền để cho đi chơi, mình ngân ngừ, thì có người nói vô là mình đi chơi một bữa không đáng bao nhiêu, nhưng mà mình giúp một người thì quả thật là phước báo, quả thật là một việc rất nên làm. Và mình suy đi nghĩ lại rồi, mình lấy cái số tiền mình đi chơi đó đem cho cái người khổ đó, thì lúc mình làm do được nhắc nhở, do được tác động, thì gọi là tâm hữu trợ. Và do cái tâm thiện hữu trợ đó, vì sau này chúng ta có cái tâm quả hữu trợ, thì tâm quả hữu trợ nó là một cái bản sau, nhưng mà nó không gọi là nó không có được tác động nữa, nó không có được trợ như là tâm thiện. Thì ở đây về điểm này nó là một điểm tương đối rất là tế nhị mà một người học Phật pháp phải hiểu. Người học Phật pháp phải hiểu. Người thế gian họ có một cách nói về gọi là bản chất và hiện tượng, tức là cái gì là cái gốc và cái gì là cái ngọn ở bên ngoài mình thấy, cái gì cái mũi tỏ ra bên ngoài. Mà chúng ta phải hiểu cả hai. Nếu chúng ta chỉ hiểu bản chất mà không hiểu hiện tượng đó, thì nhiều khi chúng ta sẽ bối rối. Ủa sao nó như vậy mà tại sao nó như vậy mà tại sao nó là như vậy?
Ví dụ như là chúng ta bị tiểu đường, cái độ đường huyết mà chúng ta theo dõi mỗi ngày nó khác, cái đó nó chỉ là hiện tượng. Nhưng khi đi bác sĩ đó thì họ đo cái độ A1C là một chuyện khác. Cái độ A1C đó ở trong máu đó, nó làm cho chúng ta rõ tin tưởng nhiều hơn. Thí dụ như là 5.6 chấm 7 chấm gì đó, là cái đó là cái gì liên tục đều đặn. Còn cái glucose, cái độ đường huyết mà lúc buổi sáng mình ăn, thức dậy mình ăn, buổi chiều mình ăn, trước khi ăn, sau khi ăn nó có lên có xuống ấy, thì cái độ đường huyết nó khác. Cái đó nó là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Thì thưa quý vị, ở đây mặc dù tâm quả có cái gọi là hưởng trợ hay vô trợ, ở đây quý vị thấy chúng tôi không có dùng cái từ ngữ mà chúng tôi đã sử dụng ở trong tâm thiện, và chúng tôi trở lại với cái bản dịch của Ngài Tịnh Sự. Tại vì khi mà chúng tôi dịch đó, thay vì thọ hiển, chúng tôi dịch là cái tâm phấn khích, hợp trí, tức là có sự mẫn tiệp, và hưởng trợ chúng tôi dịch là có tác động, vô trợ là không có tác động. Nhưng mà chúng tôi sang tới tâm quả thì chúng tôi, mặc dù nó giống y hệt như vậy, nhưng mà chúng tôi không xài, là vì chúng tôi sợ hiểu lầm là có những cái tâm quả được tác động, có những tâm quả không có tác động. Tác động tức là một yếu tố khác nó xen vào chi phối. Thật sự mà nói đó thì cái tâm quả đó đó nó có một cái, ví dụ giữa tâm quả hỗ trợ và tâm vô trợ, là người sanh ra bằng tâm quả vô trợ đó thì là người sanh ra cái tính tình nhậm lẹ mau mắn, mà cái người sanh vào tâm hữu trợ cái gì cũng chậm. Chúng tôi không biết là biết Phật tử có biết không, nhưng mà trong đời chúng tôi đã có gặp những vị sư, vị sư là cái gì cũng chậm hết, chậm lắm. Mặc dù học hành thông minh, kể cả có bằng cấp tiến sĩ nữa, nhưng mà phản ứng chậm, nói chậm. Và ngay cả có nhiều khi mình kể một chuyện vui, chuyện cười đó, và 3-4 giờ sau vị đó mới cười được. Mặc dù không phải là vị đó không có thông minh, nhưng cái phản ứng chậm thôi. Dạ, phản ứng chậm, tiêu hóa chậm, và nó có sự khác biệt như vậy. Cái chậm đó gọi là hữu trợ, vô trợ, chứ cái chậm đó không phải là bị tác động hay không bị tác động. Cái tác động nó nằm ở cái gốc của tâm thiện rồi, cái tâm quả nó không còn, nó không còn tác động, không tác động nữa. Vì vậy thật ra cái hữu trợ và vô trợ trong tâm thiện nó khác, mà cái hữu trợ và vô trợ trong tâm quả nó khác. Cái này chúng ta học, chúng ta phải để ý. Dạ, chúng tôi nhắc quý vị là một người sinh ra bằng cái tâm tục sinh là hữu trợ, cái tâm tiềm thức là hữu trợ, không có nghĩa là những tâm đó do cái sự tác động mới sinh khởi, không phải như vậy. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cái hữu trợ và vô trợ ở đây đó, nó chỉ là một cái sự biểu hiện của cái trạng thái mau mắn và chậm chạp, chứ nó không phải là tác động hay là không bị tác động như là trong tâm thiện. Và quý vị cũng để ý một điểm này trước khi chúng tôi nói xa hơn về tâm quả đó, là một cái khái niệm thường mà Phật giáo bắt truyền ở trong chữ Hán, mà hãy dùng gọi là y báo và chánh báo. Dạ, y báo chánh báo. Cái chánh báo tức là cái quả chính yếu của cái nghiệp lành hay nghiệp ác. Y báo tức là cái gì ăn theo, cái gì nương theo. Ví dụ như cái chánh báo của mình là sanh ra làm vua, làm hoàng tử, nhưng mà ngoài ra còn có cái y báo, tức là mình được dân chúng thương mến, hay là mình sanh ra được vua cha thương, được hoàng thái hậu thương, có được những cái cận thần tốt vân vân, thì cái đó gọi là y báo. Thì cái y báo là cái gọi là cái phụ tùng phụ kiện, hay là cái y báo là cái chúng ta tạo gọi là cái lĩnh kỉnh ăn theo, mà cái chánh báo mới là cái chính. Thì ở trong Thắng Pháp á,
nó có cái khái niệm là những cái công quả dùng giới tịnh hảo đó. Cái vai trò lớn quan trọng nhất của nó làm được, đó là tục sinh, tiềm thức và tử. Và với cái vai trò này thì những tâm dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo này đó, nó tạo nên một thứ mà chúng ta gọi là cái cơ địa của mỗi con người. Cái chữ cơ địa này đó thuộc về tâm tính. Dạ, thuộc về tâm tính. Mặc dù tám tâm này á, mình mới nghe mình thấy nó không có cao như là tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới hay là tâm quả siêu thế. Dạ, chúng ta nghe như vậy, nhưng mà chính ra đó, những cái tâm dục giới, tâm quả dục giới tình hảo này đó, nó tạo nên những hạng người gọi là nhị nhân và tam nhân. Nhị nhân thì chúng ta không nói là sinh ra có đủ có phước sinh làm người, làm chư thiên vân vân, nhưng mà lại không có trí tuệ. Còn cái tam nhân là có trí tuệ mẫn tiệp đó. Nhưng mà chính tám cái tâm này đó là những cái cơ địa nền tảng cho chư vị thánh nhân, chư vị bồ tát, và nhất là các bậc đại bồ tát. Dạ. Khi mà các ngài sanh ra, nó là một cơ địa cho các ngài tu ba la mật ở trong cõi người, hay là làm chư thiên chẳng hạn, như phần lớn ở cõi người. Rồi một người sanh ra trong làm người, tức là người đấy sanh vào, chắc chắn là sanh là bằng tâm bằng, nếu mà quý vị thấy người nào sanh ra đời mà sanh bằng thông minh, người ta sanh thông minh, sáng suốt bằng điểm, thì người đó là sanh bằng tâm quả dụng giới tình hảo hợp trí. Yeah. Còn cái chuyện thọ hỷ thọ xả chúng ta tính sao, nhưng mà mình biết như vậy, mình biết những người mà thông minh vững việc đó là cái cơ địa. Dạ, đó là cơ địa. Dạ. Thì cái cơ địa đó đó, nếu mà theo Phật giáo Bắc Truyền nói thì nó giống như là chánh báo. Còn những cái mà thấy nghe ngửi nếm đụng để mà hưởng thụ được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm thơm con sụp bạc, nếu mà nói theo Hán đại thì có vẻ như là y báo. Nhưng mà trong Thánh pháp thì không bao giờ nói rằng những cái tâm mà gọi là ngũ sông thích, hay là những cái tâm dùng ngũ quan quả thiện như là nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thức thức, thân thức. Nó sanh ra, tùy thuộc vào cái mà chúng ta gọi là chánh báo, không tới sinh ra độc lập. Lấy một ví dụ như vậy, là có hai người sinh ra đều là cái tâm quả thọ hỷ hợp ý vô trợ cùng một loại tâm, nhưng mà không phải là cùng một loại tâm, mà cả hai người đó đều ăn sung mặc sướng, đều giàu có giống nhau. Nó tùy vào những thứ khác nữa. Thành ra khi hồi sinh ra là một người có cái tâm thường khoan hỷ, có cái tâm tư sáng suốt, có cái tư chất sáng suốt, có cái tánh bao lẻ, đó là một chuyện. Dạ, mà cái chuyện mà người đó có được nhiều cái phước về vật chất như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon sộc là có chuyện khác. Thành nên nhớ rằng trong tam tạng Pali Đặt là trong Thắng pháp đó, thì cái khái niệm về y báo và chánh báo nó rất khác với Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Nam truyền không có cái quan điểm là cái y báo nó nương vào trong chánh báo. Ở đây chúng ta nói rằng những cái tâm này đó, nó tạo nên một cái căn tính, một cái cơ địa của mỗi chúng sanh. Và cái căn tính cơ địa này nó là một cái phiên bản của tâm thiện. Nếu mình làm thiện mà tâm hoan hỷ thì cái cơ địa này nó cho chúng ta cái bản tính là vui vẻ. Nếu mình làm thiện bằng cái tâm thiện thọ xả thì cái tâm mà cái tâm quả cơ địa này nó cho chúng ta là một người điềm đạm. Mà nếu nó là hợp trí thì tâm tư chúng ta mẫn tiệp, nhận thức phán đoán nhanh lẹ, suy nghĩ mau lẹ, chính xác. Và nếu nó ly trí thì tâm của chúng ta là cái tâm của người nhị nhân, không có được sáng suốt, và tâm vô trợ nó khiến cho chúng ta mau mắn, nhanh lẹ,
mà tâm hướng trợ khiến chúng ta chậm chậm. Điều này là điều mà quý Phật tử nên chịu khó để ý. Dẫu quý vị muốn chờ cho chúng ta chút xíu. Xin lỗi quý vị, tự nhiên sao chúng tôi bị ho. Bây giờ thì bất cứ người nào học về tâm quả này, dùng biết tình hảo đó, thì đây là lúc rất cần thiết để chúng ta nói về ở trong trục trong thức đó, nó có hai cái vai trò. Một cái vai trò mà chúng ta gọi là tiềm thức và một vai trò chúng ta gọi là hoạt thức. Ngài thật sự ghi dịch cái tiềm thức này gọi là hộ kiếp và qua từ Mũ Châu á dịch là hữu phần. Hữu phần, chữ phần ở đây hữu phần ghi dịch là dịch sát, cái nguyên nghĩa phá quan gá, phá quá đó là thì hiện hữu tồn tại, ăn gá là chi phần. Và hữu phần là nói lên một cái sự duy trì cái kiếp sống, duy trì sự tồn tại kiếp sống là hữu phần. Trong khi đó cái tên sẽ nhìn về thẳng cái nghĩa là hộ kiếp. Và ở đây chúng tôi nhìn dùng cái chữ gọi là tiềm thức. Thì tiềm thức là cái gì? Ban đầu thì chúng tôi có dùng một cái chữ hồi nãy, nếu quý vị nghe kỹ đó, những cái tâm mà đóng vai trò trên tiềm thức, chúng tôi gọi là những cái tâm nó tạo một cái cơ địa. Dạ, tạo một cái cơ địa hay tạo nên cá tính của mỗi chúng sinh. Những cái cơ địa hay là cá tính này đó có một cái vai trò tuy là tiềm tàng, không có nổi trội mà không dễ nhận thức ở bên ngoài, nhưng mà nó lại có một cái ảnh hưởng lớn trong đời sống. Lấy ví dụ như là cái tâm tiềm thức của chúng ta là một thứ tâm ly trí, thì chúng ta không thể đắc thiền, đắc đạo quả được. Tại cái cơ địa của chúng ta không có cái nền tảng của trí tuệ. Về điểm này đó, thì chúng tôi có lấy ví dụ ở trong bài học có ghi đó, là cũng hai người đi học tiếng Anh. Và cũng cùng vào một lớp, lớp 1 để học tiếng Anh. Chúng tôi có kinh nghiệm này khi chúng tôi sang Mỹ. Ở Mỹ này họ thường mở những lớp gọi là ESL, tức là English as a Second Language, tức là những vị mà không có nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ đó đến đây để học tiếng Anh đó. Thì nó học lớp tiếng Anh thì cũng sách vở đó, cũng bài học đó, cũng cùng tất cả những học sinh đều là chưa từng nói tiếng Anh hết. Nhưng mà khi vào học thì nó có sự khác biệt giữa một người có trình độ văn hóa tiếng Việt nhiều và người không có trình độ văn hóa tiếng Việt nhiều. Cái này lớn lắm. Mình hỏi là mình học tiếng Anh là mới tới trình độ văn hóa, nhưng mà quả thật là có. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như khi mình học tiếng Anh thì họ dẫn là một cái cách nói căn bản là mình phải biết thế nào là chủ từ, thế nào là động từ, thế nào là túc từ. Mà khi nói đến cái đó thì cái người có trình độ họ học rồi học theo cách học của người có văn hóa, có cái trình độ khác. Và cái người không có trình độ gì hết học theo cách gọi là tiếng tới đang nói tiếng bồi, họ nhớ. Dạ, họ nhớ cái âm rồi họ ráp lại. Mà điều thú vị này, thưa quý vị,
những người mà học tiếng Anh mà nói tiếng Mùi đó họ học nhanh hơn, mặc dù họ có căn bản, họ nói dạng hơn. Mà đôi khi thường khi là họ hay nói sai chữ, họ phát âm đúng chữ tại vì họ học học lớn. Quý Phật tử nào mà qua Mỹ sống thời gian thì quý vị biết là có những người họ nói tiếng Anh họ nói lung tung hết, họ nói nhiều lắm nhưng mà không hẳn là họ nói đúng văn phạm. Họ nói nhiều không có nghĩa là họ nói chính xác, nhưng mà họ lại là người làm cho người khác dễ hiểu. Tại vì sao vậy? Họ nói nó rất thẳng, rất rõ và ít chữ, ít từ vựng. Thì cũng thời học tiếng Anh mà một người có trình độ văn hóa tiếng mẹ đẻ của mình nó khác, mà người không có trình độ văn hóa tiếng mẹ đẻ mình nó là chuyện khác. Hay nói một thí dụ khác á, là có một lần có một người Mỹ hỏi Dalai Lama là ông nghe Pháp, ông thích Phật giáo và ông muốn trở thành Phật tử, nhưng mà sẽ làm điều rất buồn là ông phải từ bỏ cái tôn giáo về là Kitô giáo truyền thống của ông. Thì Đức Dalai Lama người nói rằng những người nào tìm hiểu về tôn giáo khác mà có cái cơ sở nền tảng căn bản trên cái văn hóa và tôn giáo của mình thì người đó có những cái cảm nhận rất là quý giá. Mà mình không có chuyện gì mình phải bỏ tôn giáo của mình hết. Mình có thể vừa là một người Kitô giáo vừa là người Phật tử. Thì đó là quan niệm của Đức Dalai Lama. Nhưng mà chúng thấy rõ ràng là những ai có trình độ trong một cái văn hóa, trong một cái tôn giáo, khi mình học về văn hóa khác, về tôn giáo khác, mình có dễ cảm nhận và cảm nhận sâu sắc hơn. Những vị nào mà không có cái trình độ vị thi ca trong tiếng Việt mà học những cái bản trường thi của tiếng Phạn, đôi khi mình không có cảm kích được, rất khó cảm kích. Thành ra mỗi chúng ta thì cái gì nó có một cái gọi là cái cơ địa. Cái cơ địa là cái không á, nó không có nổi ra bên ngoài, chúng ta không dễ thấy, nhưng mà rồi cái đó là chi phối đời sống. Những người mà họ tái sinh bằng cái tâm thọ hỷ thì tính họ luôn luôn tươi nhuận vui vẻ. Những quý vị hoàn cảnh nào á, đa phần họ có buồn, có thất vọng một chút rồi họ cũng cười. Nhưng cái người sinh bằng tâm thọ xả thì tính họ trầm trầm, điềm đạm. Cho dù cái chuyện đó là chuyện rất hào hứng đi nữa, họ cũng điềm đạm. Chúng ta có thấy. Và cái người bằng tâm hợp ký thì họ sắc bén hơn trong nhận thức. Còn cái người không có tâm hợp ký, họ phản ứng chậm lục, hiểu biết không có chính xác, và cái gì cũng là rối mò. Còn cái người mà sanh bằng tâm vô trợ đó, thì nhanh lẹ, mà người sanh hữu trợ thì chậm lục. Cái việc đó chúng ta thấy rõ trong đời sống. Nên cái tâm tiềm thức, tuy rằng nó là tiềm thức, nhưng nó là chi phối hoặc thức nhiều. Ở trong Bồ Xá, ở trong di thức thì đặc biệt là không có những định tâm thức chứ tâm vị thí. Ở trong di thức lại đề cập đến một thứ gọi là tàng thức. Tàng thức ở đây đó được một số các vị thầy ở Việt Nam giảng như là cái bộ nhớ để chứa lại. Nhưng mà thật ra cái chữ tàng thức á, phải hiểu là cái năng lực tiềm tàng hay cái cơ địa của chúng sinh. Mà về cái điểm này đó, thì nếu chúng ta đọc kỹ thấy cái tàng thức mà chúng ta gọi là A-lại-da thức á, của Phật giáo Bắc truyền, có nhiều điểm rất là giống với cái tâm tiềm thức hay là Pháp Hoằng Giá, Hồ Kiếp ở trong Thắng Pháp Pali. Chúng tôi nó có nhiều phần giống chứ không hoàn toàn giống. Có dịp thì chúng ta sẽ đi sâu vào việc đó. Nhưng mà đại khái là như vậy. Nói một cách khác thì chính những cái tâm quả nó tạo nên cái cá tính, cái personality của chúng ta. Nó tạo nên cái cơ địa. Và từ đó đó, chúng ta mới có được một cái nền tảng. Ví dụ như là
cái tâm tục sinh của Đức Bồ Tát trong kiếp trước và tất cả chư vị A-la-hán trong kiếp trước thì bắt buộc đều phải là tâm hợp trí. Không có trí tuệ các ngài không chứng thiền, không chứng đắc đạo quả được, chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái trí tuệ mà ở trong tiềm thức đó, nó không phải là trí tuệ mà chúng ta gọi là lý luận. Trí tuệ không phải là cái chuyện mà phán đoán sắc bén nhanh nhanh lẹ, cũng như hồi nãy chúng ta nói cái hỗ trợ và vô trợ ở trong tiềm thức đó, nó không phải là do tác động hay không bị tác động, mà ở đó đó nó là một thứ cơ địa và cái cơ địa làm nền tảng để cho cái gọi là chúng ta gọi là hoạt tích. Thì thứ gì tám tâm này như chúng tôi nói từ ban đầu đó là nó có cái vai trò chính tục sinh tỉnh thức và mệnh chung. Thì với những cái phần hành này nó còn có phần hành của tâm dư hưởng nữa hay là rồi tâm hoặc là hỗn dư khách nữa, nhưng chúng ta nói sau cái chuyện đó. Nó không cần phải đi vào chi tiết trước khi chúng ta học những trình tâm thức. Thì như vậy là ngay trong kiếp sống này chúng ta đang làm thì cái tâm này nó không có trổ được. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình sanh ra vào tâm thọ xã, bây giờ mình là phước vào tâm thọ hỷ, không phải tâm thọ hỷ đổi tâm thọ xã, không có. Mình sanh ra vào tâm thọ xã thì tiềm thức mình sẽ thọ xã mà đến cuối đời mình cũng là thọ xã. Nó đi liên tục như vậy. Cái mình tục sinh bằng tâm nào, tiềm thức bằng tâm đó, tiềm thức bằng tâm nào, rồi mệnh chung bằng tâm đó, cái tiềm thức còn không thay đổi. Thành ra ở trong kiếp này nó không sanh khởi được. Chúng ta nói là những tâm quả dụng tình đạo nó không sanh khởi được, mà nó chỉ sanh là sanh báo nghiệp và làm cái tâm tục sinh cho quả về sau. Và trong trường hợp như vua A Dục và vua Dục khi sắp lâm chung, mặc dù tạo rất nhiều công đức nhưng vì bực bội quán nhận các vị quan không nghe lệnh mình nên sanh làm con rắn, và nhờ tôn giả Mahinda đã khai trị cho nhà vua, và nhà vua sau đó là con rắn nhịn ăn chết đi sanh thiên. Thì khi cái tâm sanh thiên đó là cái tâm quả trổ sanh, thành ra cái tâm quả này đó, nó luôn luôn đóng một cái vai trò là khởi đầu thì kiếp sống và tồn tại như là tiềm thức, và cuối cùng cái tiềm thức chấm dứt. Chúng ta gọi là cái vai trò của tâm tử, nhưng chỉ là một thứ trọn thôi. Vậy thì quý vị hỏi rằng nếu nó chỉ trổ quả như là báo nghiệp á, thì ở trong kiếp hiện tại đó, tâm thiện nó có tạo quả nhãn thiện không? Dạ có. Nó có tạo cái gọi là hiện báo nghiệp, nhưng hiện báo nghiệp thì nó liên quan tới ngũ sống thức. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi người mùi thân cảm xúc, chứ không phải là không có tạo nên cái tâm quả như là tấm tâm quả dùng đến mà chúng ta đang học hôm nay. Bây giờ thì thứ gì đó là một số điểm mà chúng tôi muốn nói về tâm quả dục giới tịnh thảo. Thật ra thì ở đây có nhiều điểm tương đối tế nhị, nhưng mà khi chúng tôi dạy thắng pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đừng đi quá nhiều thứ trong một cái thời lượng mà mình học đó, nó sẽ làm cho quý vị khó nhớ mà hơi rối trí. Chúng ta ăn chậm mình thì tốt hơn. Vì vậy chúng tôi xin kết thúc với mấy nhiêu sự trình bày về tâm quả dục giới tịnh thảo. Bây giờ thì chúng ta dành ít thời giờ cho thảo luận với Phật tử Quan Hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi xem coi có chư vị giảm sự nào đang có mặt ở trong lớp học. Dường như là không có ai thứ gì phải không quý vị? Dạ. Chứ thì đang cầm cái điện thoại cầm tay, chứ tôi không thấy có vị nào. Và quý vị có thấy có vị giảng sư nào khác ở trong lớp học không? Chính như là không có. Dạ. Dạ tôi. Thưa quý vị,
Nhưng nói về tổng quả đó, thì chúng tôi xin được nói thêm về bốn cái vai trò của nghiệp. Và từ bốn vai trò này của nghiệp đó, chúng ta hiểu thêm về tâm quả. Khi một người sinh ra đời thì cái tâm quả là tâm tục sinh, tâm khởi đầu kiếp sống, nó chiêu cảm gần như trọn vẹn về cái cá tính và về cái tương lai ở trong kiếp. Như là sinh ra đời là một vị hoàng tử, sẽ nói ngôi vua, sinh ra đời trong một kiếp chót để trở thành vị A-la-hán, sinh ra đời để sống một kiếp cùng đỉnh. Thì thưa quý vị, tất cả những cái cuộc sống với cái sự khác biệt những người này và người kia đó, đa phần nó được quyết định bởi cái giây phút khởi đầu, và đạo Phật gọi là sanh nghiệp. Sanh nghiệp mặc dù nó chỉ là một sát na, giống như một hạt giống, một hạt cải mà quý vị gieo xuống. Cái hạt cải khi gieo xuống nó chỉ là một hạt nhỏ, rất là nhỏ bé, một cái hạt rất là nhỏ bé. Nhưng mà trong cái hạt nhỏ bé đó đó, đã có những cái quyết định là cái cây đó nó lớn lên như thế nào, cái màu như thế nào, cái hoa như thế nào, cái mùi vị như thế nào, quyết định từ cái hạt nhỏ. Nhưng mà bên cạnh cái sinh nghiệp đó, nó còn có cái yếu tố khác gọi là kỳ nghiệp. Là kỳ nghiệp tức là một cái công năng của nghiệp đó, để nó gìn giữ cái sanh nghiệp. Ví dụ quý vị gieo một cái hạt cải xuống, hạt cải đó là một hạt cải rất tốt, loại cải ăn rất ngon. Nhưng mà gieo hạt cải xuống không nghĩa là chúng ta sẽ có cái hạt cải, mà nó còn phải làm cái gì đó, mà nó phải có cái sự chăm sóc thích hợp, chúng ta gọi là trì nghiệp. Gọi là trì nghiệp. Nếu không có trì nghiệp á, thì hạt cải có thể lên cái mầm, hay là nó lên một hai lá rồi chết, tại vì nó không đủ phân, không đủ nước, thì nó phải có trì nghiệp. Thì nếu chúng ta sanh ra đời mà sanh là một vị hoàng tử, ví dụ như triều Nguyễn thì có những vị vua, mà là vua được có mấy ngày thôi, mà là vua còn nhỏ, là vua mấy ngày rồi băng hà chết đi. Thì chúng ta phải nói như vậy, ủa sao người đó khó làm vua, đã lên ngôi rồi sao hưởng làm vua chỉ mấy ngày rồi chết? Thì đúng là người đó có số làm vua, đã sanh trong một dòng vua rồi lên ngôi nữa, có sanh nghiệp nhưng mà thiếu cái trì nghiệp. Và cái trì nghiệp là cái nghiệp mà nó có khả năng để nó gìn giữ, và chẳng những gìn giữ mà đồng thời nó thể hiện cái quả nghiệp quá khứ. Ở trong kinh, mà đặc biệt là kinh Kinh Pháp Cú, với Phật tử học sắp tới, sẽ có câu chuyện là một vị A-la-hán sanh ra trong kiếp chót, tuy là ngày sanh ra A-la-hán nhưng mà do cái quả nghiệp quá khứ. Thành ra hồi nhỏ ngày nhà bị băng bỏ, quăng xuống sông, vứt lên bờ, thậm chí nhiều khi có những lúc mà người ta đặt ngài ở trên đường đi để cho mấy con voi đi ngang dẫm đạp, nhưng mà nó không dẫm đạp. Đến lúc ngài xuất gia tu tập thì chứng quả A-la-hán. Thì cái việc cách làm chứng quả nó là cái tri nghiệp, khiến cho cái mạng sống tồn tại. Chúng tôi có gặp nhiều người đó, họ kể
những cái giai đoạn mà họ đi qua trong đường thập tử nhất sinh. Ví dụ như là họ bị té súng, một dòng suối cuốn đi, tưởng đồ chết, bỗng những cái áo nó vướng vào trong nhánh cây để giữ họ lại. Hay hoặc giả là cá nhân chúng tôi, thưa quý vị, cá nhân chúng tôi hồi chúng tôi 5 tuổi, chúng tôi đi với thân phụ chúng tôi ra ngoài dòng sông, sông Cổ Chiên, thì ngày xưa ở miền Nam thì ông thân chúng tôi là người lớn, thân phụ chúng tôi là người lớn thì vô trong cái thùng mà ngồi để đi vệ sinh, còn chúng tôi nhỏ cũng đi vệ sinh mà ngồi ở ngoài trước mặt. Lúc mà ngó trời ngó đất lên đỉnh thế nào đó mà chúng tôi rớt xuống sông. Và khi tôi rớt xuống sông á, mà sau này chúng tôi hiểu là do cái trì nghiệp thì nước nó cũng chảy và nước cũng chảy mạnh, và không biết tại sao chúng tôi lại ôm được cái cột. Dạ, chúng tôi nhớ là ôm cột nó lắc lư, nó lắc qua lắc lại, nó cũng lư mà chìm dưới nước. Thân phụ chúng tôi là người lội rất giỏi, và thân phụ chúng tôi nói rằng phải lặn 3 hơi như vậy đó mới tìm được chúng tôi. Và lạ là lúc tìm chúng tôi đã ôm cái cột, thân phụ chúng tôi mới tháo ra. Dạ, mới tháo tay chúng tôi ra đưa lên. Vừa để chúng tôi lên bờ thì chúng tôi chạy một hơi chạy về tới nhà. Thì mẹ, chúng tôi nhớ là lúc đó mẹ cho uống thuốc rồi bắt mặt đồ ấm vô rồi lại uống đi tạ lễ. Thì chúng tôi biết là có ai nếu mà tạ lễ không. Theo cái chỗ của chúng tôi học Phật pháp là cái này do cái trì nghiệp. Dạ, trì nghiệp tức là mình sanh ra đời và cái nghiệp nó dẫn dắt mình phải có cuộc sống như vậy. Dạ, do có đời sống như vậy nên là nhỏ không có chết được. Dạ, nó không chết nhiều, nó phải sống thôi. Cái gọi là cái trì nghiệp. Và dĩ nhiên là nó còn có hai cái vai trò khác của nghiệp, gọi là chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Dạ, chướng nghiệp là ví dụ như một người sinh ra đời làm ăn cũng khá, nhưng mà do cái đam mê bài bạc, do vị đi đến chỗ khánh tịnh, cái nghiệp bài bạc nó xen vào đó, nó làm khánh tịnh chứ nghiệp. Có những người sinh ra đời sức khỏe rất tốt, cái gì cũng tốt, nhưng mà do cái đoạn nghiệp đó nên nó cắt đứt ngang, cái người đó phải chết yểu, một sức khỏe tốt. Thì cuộc sống này đó, nếu chúng ta học Phật pháp, rồi nếu chúng ta học Thắng pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự chi phối của nghiệp nó trong từng diễn trình của tâm thức, cái sự chi phối của nghiệp đó, nó trong từng cái khoảnh khắc. Và đúng là cái nghĩa mà Đức Phật dạy rằng trăm mắt với ba ca trên tây giá, quả của nghiệp là bất khả tư nghiệp, bất khả tư nghiệp. Chúng ta không nghĩ hết, chúng ta hoàn toàn không nghĩ hết. Nhưng một khía cạnh rất là quan trọng khi mình nói về cái bản lịch chi phối của nghiệp trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta phải nói đến tiềm thức, nói đến thói quen gá hay tâm hộ kiếp, và nói đến như vậy thì chúng ta nói đến tâm quả mình học ngày hôm nay. Không có gì có biết không là có những người mà ở trong cuộc sống họ không bao giờ có thể suy nghĩ một cách logic, suy nghĩ một cách trật tự hết. Ví dụ như có một lần một người hỏi chúng tôi một câu,
là có ai đó hỏi họ cái bến, cái hải cảng lớn nhất của nước Lào là tên gì, thì người đó nó không biết. Thì mấy người kia cười mới nói rằng Lào không có biển lớn gì, có hải cảng. Mọi người này cũng không hiểu luôn, mới hỏi tại sao nước Lào lại không có biển, không có hải cảng. Thì thưa quý vị, chúng ta phải lấy cái Google Map đi chỉ cho vị đó. Bốn bên nước Lào là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, toàn đất liền bao bọc hết. Lào đâu có hải cảng đâu mà có Lào đâu có biển đâu mà có hải cảng. Việc này nó hơi đơn giản nhưng mà phải nói lâu thì vị này mới hiểu. Có những người rất lạ thứ trong cuộc sống của họ đó, họ suy nghĩ chậm, hoặc giả là họ không thể suy nghĩ một cách logic được, thì người đó hoặc là sinh ra bằng năm lý trí, hoặc là tâm hướng trợ, suy nghĩ rất chậm. Cái đó chúng ta thấy trong đời sống. Và rồi người ta nói rằng ngoài cái thói quen thì chúng ta còn có cái gọi là cá tính, là personality. Và hai cái này chúng ta hay ghép chung với nhau nhưng mà thực sự nó khác. Cái cá tính, cái personality đó là nó tạo nên bởi tâm quả này, cái mà chúng ta đang nói là thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay ly trí, vô trợ hướng trợ. Còn cái thói quen là ví dụ như cái cách mà chúng ta cười, cách chúng ta nói, cách chúng ta phản ứng. Một vị A-la-hán mà đi ngang gặp nước thì bước nhẹ càng ngày hay phóng ngang. Và Đức Phật cho biết rằng bởi vì vị đó có thời gian dài sanh làm loài khỉ, vì có cái thói quen là hay phóng, hay nhảy ngang như vậy. Đó là thói quen. Nhưng mà thói quen này nó không có liên hệ đến cái tâm tục sinh hộ kiếp và tử vị đó. Tâm tục sinh hộ kiếp và tử vị đó là một tâm hoàn toàn khác. Thật ra chúng ta nên biết rằng cái cá tính đó là một chuyện, mà cái tập tính là một chuyện khác. Cái cá tính đó là cái gì được tạo nên có thể chỉ trong một kiếp thôi. Dạ, họ sinh ra trong tâm, nhưng cái tập tính là cái thói quen quân tập nhiều đời. Hai cái chuyện này trong tâm lý học họ nó khác biệt lắm, và trong Phật học cũng nó khác biệt. Cái tập tính hay thói quen nó khác với cá tính, nó khác với cá tính. Và đặc biệt trong cuộc sống có những người họ có chủ kiến, có những người ở trong cuộc sống họ không có cái thói quen đề xuất, họ không có thói quen tự mình làm việc gì đó mà luôn luôn do người khác rủ rê, thúc đẩy, tác động thì họ mới làm. Đôi khi làm cho người khác họ giận. Thế tôi nhớ có một Phật tử, gặp Phật tử ở chùa, quen cái chùa, người vợ bực bội nói với ngài hộ giác là chồng con là một người rất tốt, ảnh cái gì cũng được hết, nhưng mà tính nó không có cầu tiến. Từ cái chuyện mà cưới nhau cho đến chuyện mua xe, mua nhà, rồi sau này có chuyện cho con đi vào đại học á, thấy cái gì có đề xướng thì anh ủng hộ, có đề xướng thì anh thực hiện. Thí dụ như cô vợ mà cũng muốn mua nhà, cũng đề xướng là phải mua nhà thì có tiền rồi á, thì cô vợ đề xướng thì anh mới theo đó làm. Còn nếu không có đề xuất ra thì anh không bao giờ làm hết. Thì thưa quý vị, nó cũng là một thứ cá tính. Là có những người họ làm theo thì họ làm được,
nhưng mà đề xuất thì không có đề xuất. Anh tính không quen, người Mỹ gọi là initiate, initiate tức là mình đề xuất chuyện gì đó, thì những cái người mà sanh một cái tâm cứu trợ đó, họ không có thói quen đề xuất, nhưng mà không nghĩa là họ dở hoàn toàn. Những người khác đề ra rồi, họ tiếp tục làm, họ làm rất xuất sắc. Thì cái này chúng ta phải nói rằng cho họ tục sinh một cái tâm cứu trợ thôi, đơn giản như vậy, tâm của ta cứu trợ. Bây giờ bên cạnh cái cá tính và tập tính đó, thì chúng ta không phải nói như vậy là mặc dù có những cái phần học mà chúng ta nói rằng tâm thiện và tâm quả nó giống nhau, nó giống nhau về nhiều thứ, ví dụ như tâm thiện là thọ hỷ, tâm quả cũng thọ hỷ, tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí, tâm thiện là vô trợ, tâm quả vô trợ. Nhưng mà có những thứ mà hồi nãy quý vị nghe trong bài học đó, như là về giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là những cái tâm lý mà gọi là kiên tránh, không nói là tà ngữ, không làm cái tà nghiệp, không vương vãng bằng cái sinh kế tà bại, hay là bi và tùy hỷ, thì những cái này nó không có để lại cái vết, nó không để lại cái dấu ấn ở trong tâm quả. Mặc dù chúng ta đã nói rằng tâm thiện và tâm quả đó, tâm quả đó là một cái phiên bản tâm thiện, nhưng mà khi tâm quả trổ sanh thì nó không còn giữ được ba cái giới phần và hai vô lượng phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ. Thì đúng cách khác đó, là bi và tùy hỷ chỉ có thể sanh khởi như là một tập tánh, tức là một thói quen. Nhưng mà bi, tùy hỷ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không thể sanh như là một cá tính, tức là không thể sanh bằng cái tâm hồ kiếp, không thể sanh ra, nó không thể thể hiện qua cái tâm gọi là tinh tức được. Đây cũng là một điểm thú vị mà trong tháng pháp, mặc dù chúng ta có bốn vô lượng tập từ và xả đó, thì nó thuộc về, nó chỉ sanh khởi như là một cái tập tính thì được, và cá tính cũng được, nhưng mà bi và tùy hỷ thì không thể sanh như là cái cá tính ở trong tâm quả. Trong tâm quả hoàn toàn không có bi và tùy hỷ. Chứ là nói đến tâm quả đó, thì thứ gì tâm quả của một vị Bồ Tát như là Đức Phật của chúng ta là tâm quả hợp lý. Tâm quả của nhà bác học sinh ra như ông Bực em sai cũng là tâm quả hợp lý. Tâm quả của một người rất là khéo léo, khôn ngoan trong cuộc sống cũng tâm quả hợp lý. Nhưng mà cái trí tuệ của ba vị đó không giống nhau. Trí tuệ của một nhà bác học, trí tuệ của một người giỏi là bạn buôn bán hàng ngàn, trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác ở trong tâm quả rất khác. Mặc dù mới đọc có thể là cùng là tâm quả hợp trí, thọ hỷ hợp trí vô trợ chẳng hạn, nhưng mà trong hoàn toàn khác. Khác là ở chỗ nào? Ở chỗ thứ gì? Hồi nãy chúng tôi nói là những tâm quả đó là những cái tâm
nó mang cái tính, nó là cái cơ địa của mỗi người. Nếu Phật của chúng ta được kể lại ở trong kinh Thánh Cầu, khi ngài còn là một vị Bồ Tát sống trong hoàng cung, ngài thấy những hiện tượng sanh già đau chết, ngài có ý nghĩ như vậy thôi, là có những cái bị sanh già đau chết chi phối, thì ắt hẳn là phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Mà không phải ngày nghĩ như vậy, mà ngày cũng tin được cách mạnh mẽ như vậy. Đó là một cách suy nghĩ rất là độc đáo, rất là phi phàm của một bậc đại trí. Chúng ta gặp bế tắc thì rồi đầu bức trắng, gặp bế tắc thì tuyệt vọng. Nhưng mà ngài thì lại không. Nó có khác nghĩa thế, nó có vấn đề phải có giải pháp, giải pháp cho vấn đề. Mọi niềm tin rất là mạnh mẽ. Thì cái niềm tin đó nó đến một phần là do cái trí tuệ hiện tại, một phần nữa là do cái cá tính của ngài ở trong vô lượng kiếp tu tập bát ba la mật. Tại đây người các vị luận sư bên Duy Thức và bên Câu Xá đó, đặc biệt trong Duy Thức có đề cập đến cái tà thức. Tà thức theo định nghĩa các vị đó là cái gì mà nó tích lũy, nó hàm chứa những cái của quá khứ. Thì thật ra Pháp A Tỳ Đàm không phủ nhận hoàn toàn điều này, nhưng mà rõ ràng là những tâm quả đó, nó là cái tâm phản ánh những cái tốt ở trong quá khứ. Mà do vậy cũng thời tâm quả thọ hỷ bất ký vô trợ. Nhưng mà cái tâm quả đó của một vị trong kiến chấp các A-la-hán, của một vị Bồ-Tát có khác với cái tâm tính của chúng ta, rất khác. Quý vị chơi chúng tôi chút xíu nha. Dạ. Quý vị có thể chơi chút xíu. Thì quý vị có nghe lại được không? Ở trong cái cách nói mà người Việt Nam hay nói mà ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa đó, là Bồ Tát sẽ nhân chứ sẽ quả. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ cái câu nói đó, nếu chúng ta xét kỹ thì nó không được chính xác. Nhưng mà những gì mới được, quả gì mới được. Nhưng mà chúng tôi có một cái chia sẻ này, nó gần giống như cái ý niệm Bồ Tát tự nhiên chúng sanh sẽ quả, nhưng mà phải nói cách khác, hiểu khác hơn một chút. Là cũng thời đi chùa làm phước tu học,
như một người có trí thì họ cố gắng làm sao cho cái tâm tạo phước nó được tốt, tốt ở mức độ tối đa họ thể làm được. Còn cái người mà không hiểu Phật pháp thì cũng mong làm tốt, nhưng mà tốt cái rinh rang ở bên ngoài. Dạ. Bây giờ chúng tôi thấy nó có cái sự kiện thì là hồi xưa thì chúng tôi còn nhỏ vô chùa không có, bây giờ người ta hay có một cái gọi là tuyên dương những cái vị thí chủ, những vị thí chủ đi chùa đó được tuyên dương bằng những cái những cái banner, tức là những cái tấm quấn ngang người để chứng tỏ là mình là thí chủ ở đề cao vân vân. Thì mới thấy chuyện đó thì nghe nó có cái là linh đình mang cái tượng, nó mang tức là trọng thể là đẹp cái vị thí chủ, đẹp mặt vị thí chủ, nhưng mà cái đẹp cái tâm thì không là chuyện khác. Nó nhiều khi làm xong á thì vị thí chủ á không thấy ở bên ngoài thì thấy to chuyện đó, nhưng mà trong tâm không có chuẩn bị tốt. Dạ, không chuẩn bị tốt cho việc làm phước. Ở các quốc gia Phật giáo, thưa quý vị, có điểm này mà chúng tôi thấy rất là đẹp, là mỗi lần một vị thí chủ làm lễ cho tăng hay là lễ cúng này rồi thì các vị hay thọ ngũ giới, giới hay bác quan trai giới. Nếu là người bác quan trai giới thọ bác quan trai giới, nếu là người không thọ quan trai giới thì thọ ngũ giới. Thì các vị tin rằng khi mà mình thọ bát quan trai giới thì mình sẽ rất là trong sạch, và làm phước vận tâm trong sạch đó thì cái tâm của mình đó, nó sẽ tạo được nhiều phước. Và cách hiểu đạo, chúng ta thì hãy đề cao cái ngã của mình, mình làm sao mình làm phước đó, mà thấy là mình quan trọng, hay là mình làm phước được người đó biết đến. Nhìn ở bên ngoài thì cũng tạm được. Dạ. Cũng nhờ vậy mà họ cúng nhiều tiền trong một buổi lễ đó hả. Nhưng mà chưa chắc là cách làm đó nó làm cho cái tâm của chúng ta thật sự là thanh tịnh. Cái tâm thái hay là trạng thái tâm rất là quan trọng khi mình làm phước. Mình làm phước mà không do tâm hoan hỷ, mà do người khác họ nói khích mình. Ví dụ như người ta nói ủa sao bà kia ông kia làm được mà sao chị không làm, anh không làm chứ hả? Rồi mình bị nói khích rồi mình làm. Thì cái mà mình bị nói khích đó, ví dụ như nó là không có, nó là dở hơn là cái mà mình tự mình làm, tức là bằng tâm hữu trận. Và đôi lúc người ta làm người ta không có hoan hỷ, mặc dù họ bỏ rất nhiều tiền nhưng không để ý cái tâm họ có hoan hỷ hay không. Cái tâm càng hoan hỷ, cái tâm càng đậm lẹ thì cái phước càng nhiều. Nhưng mà quan trọng là mình hiểu cái gì mình làm. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì mỗi lần có người thỉnh Đức Phật về chư tăng và trai tăng á, thì Đức Phật ngài hay nói những câu kệ ngôn hay là giảng một thời pháp để cho những vị đó an trú trong pháp, thấm nhuần trong pháp. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì quý vị, người ta hay thường thỉnh các vị pháp sư để thuyết pháp trước khi mà cái buổi lễ trai tăng được bắt đầu. Có nhiều người không biết thì nghĩ đó là phong tục, nhưng mà kỳ thật á, một vị pháp sư mà giảng khéo giảng đúng á, thì làm cho cái tâm của các vị thí chủ có một nhận thức chân chánh và đúng về những gì mình làm, thành ra họ làm bằng tâm hợp tiếp. Nãy giờ chúng tôi nhắc hai chuyện, là hai cái chi tiết có tất cách là đơn cử điển hình đó ở tại các quốc gia Phật giáo đó, Phật giáo Nam Tông, đó là khi một cái phước sự được làm thì luôn luôn có một phần đó là thọ giới,
thọ trì ngũ giới hay bát quan cây giới, và nghe pháp. Những cách này đó là chẳng những làm tâm của chúng ta trong sạch mà còn làm bằng tâm hợp trí. Chính vì nhớ cái cảnh tượng này là một cái cảnh tượng mà thật ra nó khúc quên đi vào trong lòng chúng tôi. Khi chúng tôi sang Thái Lan thì người Thái họ có cái mùa giống như Việt Nam gọi là mùa khô. Ở trong mùa khô đó họ gặt lúa, lúa chín vàng. Mà khi lúa chín vàng rồi thì rạ ngoài đồng nó có cái mùi thơm thơm rạ. Người Thái thì ở chỗ nào không có chùa hết. Khắp đại siêu Thái Lan hơn 34.000 ngôi chùa, chỗ nào cũng có chùa, chùa lớn chùa nhỏ, nhưng mà đa phần là chùa lớn. Nhưng mà những người nông dân thì họ đặc biệt, họ chọn một ngày, và trong ngày này họ không có đến chùa mà họ dựng đạp giữa đồng xứ, và họ chọn cái chỗ, một cái trái cánh đồng của người nào đó, rồi thường là nguyên cả một làng đó họ cùng nhau làm cái việc đó, là họ đem rơm về họ trải trên một cái cửa đất cũng đồng, rồi họ căng lều ở dưới đồng, rồi họ làm một cái họ làm một cái pháp tòa, họ vào chùa họ họ chuyên cái pháp tòa ra để giữa cao ở dưới đồng giữa ruộng như vậy đó, rồi căng lều ở trên và thỉnh một vị pháp sư. Thì cái thông thường đó thì cái việc thỉnh pháp sư là thỉnh chuyện của các vị sư cả ở các chùa thỉnh, nhưng mà khi mà họ làm ngoài ruộng thì họ tự họ thỉnh và tự họ thỉnh, và họ thỉnh như vậy đó thì họ là thỉnh những vị pháp sư nào mà thường là nổi tiếng hay là được biết về đức độ, biết về khả năng thuyết pháp đến, rồi họ thỉnh các ngôi chùa chư tăng xung quanh, có khi cả hàng trăm vị đến để cúng dường đại tăng. Thì trong cái buổi lễ đó là nguyên cả một làng họ chuẩn bị thực phẩm đó, và giữa cái cánh đồng mới cắt, cái mùi rạ còn thơm ngát mịn rôm rải ra, mà có cái pháp tòa, vị pháp sư lên ngồi trên đó thuyết pháp, chư tăng cả hàng trăm vị đến cái hội cúng dường. Chúng tôi là một nhà sư, là người sống ở trong chùa, cái chuyện trai tăng á, cái chuyện là phước nghe pháp chúng tôi thấy thường lắm. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói thật với Phật tử là chúng tôi không thể không hoan hỷ được. Mỗi lần chúng tôi nhìn cảnh tượng chúng tôi hoan hỷ lắm. Tại vì sao vậy? Những người này họ là phước mà không phải là phước, có tất cá nhân của họ, mà họ làm là một cái tập thể nhiều người, người lo cái này người lo cái kia, đặc biệt là những người mà có tiền thì họ phụ trách vấn đề căn lều, mà những người nào mà nghèo á thì họ báo công rồi họ đi tha rơm về, họ đi mượn pháp tọa về, rồi họ mượn mấy cái chỗ ngồi, mấy cái asana về để cho chư tăng ngồi. Rồi có những người nam phụ lỡ ấu họ lo thực phẩm, và cái thực phẩm họ lo đó thì là thường thường á là thực phẩm rất là địa phương, ở vùng đó họ làm thực phẩm ở nhà mà. Và họ đến đó rồi trước khi mà chư tăng trước khi cúng dường trai tăng họ tỉnh chư tăng thuyết pháp, trước khi thuyết pháp thì họ thọ giới, và thường là họ chọn ngày cái bát quan trai giới, bát quan trai giới rồi sau đó thì mới nghe pháp rồi cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng rồi họ lại mời một cái vị niên trưởng ở trong làng lên để nói lên cái lời tùy hỷ của tất cả sự đóng góp của mọi người. Chúng tôi nhớ rằng trong thời gian ở Thái Lan chúng tôi đi dự hình như là 4-5 lần những buổi lễ ngoài đồng như vậy. Cái hình ảnh đó đối với chúng tôi trong lòng đó là một hình ảnh đẹp, một cái đẹp bất cực. Mỗi lần chúng tôi nhớ đến thì chúng tôi không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời. Bởi vì sao vậy? Nó có dịp nào đó mà mọi người trong làng
dù già dù trẻ, hương thân phụ lão, nam nữ đào nghèo cùng nhau để tạo nên phước sự mà không có phân biệt ai là ai. Đó là ngày rất là đẹp trời, khi mà mùa khô đến, trời mát mẻ mà lại không có mưa. Đó là ngày mà mùa gặt mới vừa xong rồi. Vì nào mà sống miền quê thì biết là ruộng cày xong nó có cái mùi đất khác, mà lúa gieo mạ xong có mùi khác, mà lúa rổ đồng đồng nó có mùi khác, mà lúa chín thì ruộng có mùi khác. Đặc biệt là gặt lúa xong cái mùi rạ mùi khác nữa. Cho gom lại, mình ngồi trên những cái tấm thảm bằng rôm á, ngồi đó rồi họ tái hiện được cái hình ảnh của thời Đức Phật còn tại thế, là những người con Phật đó biết chú trọng về giới hạnh của mình, cùng nhau thọ trì tám giới năm giới, rồi họ biết trân trọng cái pháp, họ để một pháp tòa ba tầng, thì pháp sư lên pháp tòa đó ngồi cao vợi trang nghiêm. Họ không phải là họ muốn làm cho vị pháp sư đẹp mặt đẹp mà, và họ nói lên cái sự tôn vinh đối với chánh pháp. Chánh pháp được thượng tôn giữa một cái thời đại mà 25 thế kỷ sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, và có cả hàng ngàn Phật tử ở trong nguyên cả ngôi làng tập trung lại lắng lòng nghe pháp, rồi trai tăng hóa kỷ. Chúng tôi hướng thật với vị là những giờ phút chúng tôi sống thì chúng tôi rất đẹp, nhưng mà cái đẹp mà chúng tôi muốn nói tại đây là những người này đó, họ biết làm tâm của họ đẹp. Đây là cái khéo của họ. Cũng chừng đó người, cũng chừng đó cố gắng, cũng chừng đó chư tăng. Nhưng mà người ta khéo làm sao có một buổi lễ thật đẹp. Thật đẹp ở đây không phải là cái sự trang trọng ở bên ngoài, mà làm cho cái tâm của chúng ta được đẹp. Và chúng tôi tin rằng những người mà giữ tâm đẹp như vậy, đời sau họ sanh ra cái tâm quả nó cũng đẹp như vậy. Còn chúng ta làm phước á, thì chúng ta hay nặng phần hình thức. Cái này cái rất là đáng sợ. Bây giờ người Việt Nam chúng ta có phong trào là hãy làm phước ấy, thì quay video, và vị thí chủ phải mang mấy cái băng rôn, vị thí chủ là phải làm sao cho ta thấy mình là thí chủ, vân vân. Thì có vẻ là cái đó là cái đánh bóng cái tự ngã mà nó nhiều hơn là chúng ta không dọn cái tâm mình cho tốt. Và cái tệ nhất, thưa quý vị, tệ nhất ở trong các buổi lễ chúng ta đó là nhiều khi mình quá trọng đến cái hình thức tụng niệm tuyên bố diễn văn này đó, mà chúng ta có dành thì giờ để nghe pháp. Quý vị nào sang bên Mỹ đó, ở Mỹ có cái tệ nạn mà ai cũng biết, không ai làm được gì hết, là bất cứ buổi lễ nào thì hết người này lại đọc diễn văn, tới người kia đọc diễn văn, người nọ đọc diễn văn, đọc để cho có, đọc để làm, mà cũng có mấy người thú về chuyện đó. Nhưng mà pháp thì thiết chút xíu thôi. Có nhiều khi có những ngôi chùa mà mời vị pháp sư đến giảng ở buổi chiều đó hay buổi sáng đó, chứ cái phần chánh lễ không có thuyết pháp nữa, chánh lễ là lo tụng kinh, lo đọc diễn văn. Chúng ta không có biết Phật pháp, chúng ta không biết là tâm đẹp. Mình giữ giới là mình thọ giới làm gì, là để cho tâm mình nó được trong sạch. Mình nghe pháp là gì, để mình cái tâm thiện mình nó có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ như vậy đó thì cái phước nó thù thắng. Người mà làm phước không có trí tuệ của thù thắng. Ngày nay quý vị Phật tử mà đến chùa cúng dường nghe chư tăng tụng kinh, thì có nhiều người nghĩ rằng tụng kinh vậy là tin cầu nguyện. Thật ra những bài kinh chư tăng tụng đó là những cái bài mà Đức Phật đã thuyết khi ngài thọ thực rồi ngài thuyết pháp. Chư tăng tụng lại tạo thành kinh phúc chúc. Nhưng chư tăng tụng tiếng Phạn quý vị không hiểu, mà đôi quý vị nghe không hiểu, quý vị tưởng đó là kinh cầu nguyện, không phải. Lời pháp. Nhiều khi chúng ta đúng.
Và cái điều này mình nên để ý. Một ở trong những cái tác động rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, đó là sự hoan hỷ. Sự hoan hỷ, người ta nói là mình làm cái gì đó do biến cố không bằng tự nguyện, mà tự nguyện không bằng do mình muốn mà làm, mà mình muốn làm không bằng cho mình vui và yêu thích mà làm. Cái chuyện dễ hiểu thôi, rất dễ hiểu khi chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Cái đó là cái mình thích rồi, dù trời nắng trời mưa, dù có người cản hay dù thế nào, mình cũng muốn làm thì mình thích. Cái thích là bằng sự hoan hỷ. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi sang bên Mỹ, không có tiền. Ngày xưa một cái nguồn tài liệu mà đọc là do sách thôi, chứ có internet như bây giờ. Ở bên California, ở Hollywood có con đường tên là đường Melrose, và tại đó có một cái nhà sách tên là Bodhi Bookstore. Bodhi tức là Bồ Đề, Bodhi Bookstore. Chúng tôi nhớ rất rõ đó, là từ chùa Pháp Vân mà chúng tôi đi ấy, chạy lên trên đó, là gần một tiếng đồng hồ. Và thời bây giờ sắt rất là đắt thưa quý vị. Chúng tôi nhớ lúc chúng tôi đi học trong đại học, mà khi một tuần lễ mượn tiền mà xài cá nhân thì được khoảng 20 đồng, 20 Mỹ kim thời đó. Nhưng mà có những cuốn sách là 30-40 Mỹ kim. Nhưng mà khi mua được sách về mừng, tại lúc mà đói sách, thiếu sách. Sau này chúng tôi nhớ lại là tất cả nó đến từ cái tâm hoan hỷ hết. Khi mình gặp một cuốn sách, một tài liệu rất quý, mình mua, thì cho dù chạy đường xa, cho dù mình dốc tiền trong túi rồi mình mua, thì mình cũng hoan hỷ. Tại vì mình vui. Cái niềm vui nó có tác động rất là lớn. Thì cái người nào mà trong cuộc sống mà biết mà khéo thì thường tạo ra cái lực đẩy. Cái lực đẩy đó là sự hoan hỷ. Chúng tôi nói cái lực đẩy này đó là một cái việc cụ thể trong đời sống. Có nhiều người làm phước khó khăn lắm, mà có nhiều người làm phước rất là dễ dàng. Cái dễ dàng họ rất là hoan hỷ. Có những người đi tu thiền rất là khó khăn, mà có những người mà có cơ hội đi tu thiền họ hoan hỷ. Có người nghe pháp rất là khó khăn, mà có người nghe pháp rất là dễ dàng, cũng là do sự hoan hỷ. Chính tâm hoan hỷ nó là cái chất bôi trơn. Chính tâm hoan hỷ nó là một cái nhất, là nhất máy, nó làm cho mọi thứ trơn tru ở trong cuộc sống của mình. Như quý vị phật tử mà có con cái, một khi mà con cái con cháu quý vị vui rồi, nấu ăn cần cho nó quý vị cũng vui, đưa đón nó đi học quý vị cũng vui.
Nhưng mà nếu mà không hoan hỷ rồi đó thì đúng là mình làm với tâm đảnh lời quý thật. Tại vì một cái bí quyết cuộc sống là không phải là chúng ta chỉ nghe pháp, chỉ tu học, mà làm sao chúng ta nghe với tâm hoan hỷ, tu học với tâm hoan hỷ, ngồi thiền với tâm hoan hỷ. Chúng ta sống ở trong chùa, thấy quý Phật tử chung quanh không phải là làm việc gì cũng nhẹ nhàng, bị vui nhưng kiếm cực lắm quý vị. Nội cái chuyện mà trồng cây hay là quét dọn nhà vệ sinh hoặc làm việc này việc kia. Nhưng mà những vị nào mà họ hoan hỷ đó thì họ không có cực. Hoan hỷ thì không mệt. Hoan hỷ đó là cái chất liệu mà khiến cho vị đó có thể làm rất tốt công việc. Ở chùa Pháp Luân đó quý vị, là có một cặp vợ chồng có bị lớn tuổi, nhưng mà có hay là hai vợ chồng đều đến chúng tôi không lầm, hai vợ chồng đều đều thích làm vườn. Và đặc biệt là trồng hoa kiểng. Nhưng chẳng những vậy mà hai vợ chồng đều chia sẻ nhau một điều là trồng hoa ở trên chùa đó thì có việc rất là hoan hỷ, mà làm không phải là công cực đâu, cực lắm. Quý vị đồng về chùa vào tháng này đó, những cái gì thấy trong sân chùa nở rất nhiều hoa giấy. Chúng tôi nói có lẽ quý vị cười là ở Việt Nam hoa giấy thì nó không có giá trị gì hết, nhưng mà ở Mỹ thì nhất là Houston thì hoa giấy có giá trị lắm. Và đặc biệt là những người này đó họ làm hoa giấy nhiều màu, 5-6 màu, ví dụ màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu tím, họ ghép lại một góc thôi nhưng mà nó màu rất đẹp. Và khi trồng á, nở ra Phật tử đến ai cũng vui hoan hỷ, thì mỗi người hoan hỷ chứ tôi thấy cái Phật tử đó họ họ trong một hoan hỷ. Và thật sự chúng tôi thấy họ hoan hỷ chúng tôi cũng tươi hỷ. Tại vì sao vậy? Chúng tôi biết là họ đang hưởng phước, họ đang có, họ đang tạo phước. Quý vị đừng nghĩ rằng trồng dễ dàng đâu, trồng ở đó là trời nắng phải lên tưới nước, những ngày trời nắng chang chang buổi chiều hai vợ chồng lên tưới nước thấy rất là thương. Và trời lạnh làm gì thưa quý vị, phải bưng ra bưng vào. Người chồng hồi xưa không có khỏe, sau này cũng tương đối cũng khỏe, lấy chiếc xe dùng thế đẩy đẩy ra để bưng, mà không phải một chậu mà mấy chục chậu, mấy chục chậu nặng lắm thưa quý vị. Cái chậu đó mà chúng tôi nói như chúng tôi và cô Dương Pháp mà cộng lại mà khiên chưa chắc đã nổi, nhưng mà hai vợ chồng để hưởng được cứ mang ra mua mấy chục chậu. Dạ, kinh tế khiên luôn. Do đâu họ làm được như vậy? Do sự hoan hỷ. Do sự hoan hỷ. Hay là chúng tôi biết có những Phật tử vào lớp đi để nghe pháp, hay là quý vị sinh hoạt Phật pháp, là chuẩn bị MC, có bị ốp chẳng hạn, thì chúng tôi phải nói thật là cũng do quý vị quan hỷ quý vị mới làm được. Chứ nếu vừa là làm bình thường không có quan hỷ, chúng tôi nghĩ làm có lâu đâu, là 1-2 ngày xong thôi, thì cũng phải có cái tâm quan hỷ mới làm được. Không biết quý vị sao, nhưng mà cá nhân chúng tôi mà nói đó, chúng tôi suốt đời mà thường thường là ít khi có ngày ngày nào mà chúng tôi không có đọc mấy bài kinh hay là nghĩ về Phật pháp đó, là cũng do cái tâm hoan hỷ. Và cái tâm hoan hỷ đó đó
nó là một chất xúc tác, nó là một cái chất liệu mà chúng tôi rất là may mắn được tác động bởi sư trưởng khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần sư trưởng. Chúng tôi không biết là do cái căn duyên hay là do cái gì đó, nhưng mà đối với sư trưởng cái pháp nó giống như một thức ăn này. Dạ, ví dụ mình ăn ngon, mình ăn ngon thấy vui thì sư trưởng mà nói pháp những điều hay, sư trưởng hoan hỷ. Và chúng tôi thấy được sư trưởng đã truyền được cái nhiệt huyết đó cho một số các đệ tử, nhất là những đệ tử xuất gia. Chúng tôi phải nói thật với Phật tử là có những khi chúng tôi bận rộn việc này việc kia, đi máy bay một hai ngày xuống lo này kia mà không có lật kinh ra đọc sách đó, thì thật sự chúng tôi có nhớ, có nhớ cảm thấy là giống như mình cần cái gì đó, nếu mình ăn mình đủ rồi. Mà trong đời chúng tôi chưa bao giờ có một lần nào đó mà chúng tôi nhớ rằng chúng tôi lật tăng kinh ra mà đọc cách miễn cưỡng, không có. Nó cũng là do chúng tôi tin rằng cho cái niềm hoan hỷ mà ta. Thì quý vị thấy bây giờ người ta sống mấy bạn trẻ vui đầu vào trong công nghệ, trong máy điện toán, người nào không biết thì thấy cực thiệt, nhưng người rất là không cực, người hoan hỷ không cực. Họ phương pháp cũng vậy. Một khi mà chúng ta tìm được cái số nguồn hoan hỷ thì chúng ta sẽ không có, chúng ta không có nản. Và cho dù nó cực đi nữa, chúng ta không là vẫn chịu được, vẫn làm được. Nói chung là như vậy, là khi mình khéo tạo phước thì mình tạo thành tâm hoan hỷ. Do cái tâm hoan hỷ mình sinh ra với tâm thọ hỷ, tâm tỉnh thức thọ hỷ. Và cái thọ hỷ đó nó lại làm cái cơ địa tốt để chúng ta dễ cảm nhận, để chúng ta dễ đi tới, dễ tạo nên những cái bước tiến bộ ở trong đời sống. Tôi nghĩ này họ nói là một cái người leader đó, là một người lãnh đạo tốt đó, nằm ở characteristic, tức là ở cái cá tính, ở bản chất. Thì chúng ta cũng phải nói rằng một cái người mà tu tập tốt, tạo phước tốt, nó một phần nhờ vào cơ địa tốt. Cơ địa ở đây là cá tính tốt và tập tính tốt. Tập tính là thói quen, mà cá tính đó, tức là cái bản chất của nội tâm của mình. Cái cá tính nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Bây giờ chúng tôi cũng chia sẻ thêm một cái khía cạnh khác về cái tâm quả. Đó là trường hợp vô trợ hữu trợ. Người ta có nói như vậy chứ quý vị. Cũng thời có học vị bằng nhau, khả năng bằng nhau, nhưng mà có những người với học vị đó, sự hiểu biết đó, khả năng đó đó, họ trở thành những người giàu có, trở thành những tỷ phú. Cũng thời học vị đó, khả năng đó bằng như vậy, như một người lại đi làm công cho người khác, tức là cái người tỷ phú mướn người này về làm việc cho họ. Thì theo cái cách quan niệm của Tây Phương ấy, là họ quan niệm khoa học, họ đưa lên vấn đề là tại sao bằng cấp giống nhau, học vị giống nhau, khả năng giống nhau, mà có người lại gây dựng một cái sự nghiệp lớn và trở thành một phú gia, để thành một những tỷ phú, có những người lại đi làm công cho những tỷ phú đó. Thì thứ gì người ta có một câu trả lời,
mà câu trả lời tương đối đơn giản. Là một cái người thành công lớn là người biết nắm bắt cái cơ hội, biết nắm bắt cái cơ hội. Điều này mang cái nghĩa như vậy: có những người họ cũng giỏi, họ thông minh, nhưng mà họ là hơi chậm chạp trong chuyện nắm bắt cơ hội. Cái cơ hội đến họ mới nắm bắt, họ cơ hội đó họ trù trừ, tính đi tính lại, tính rất kỹ, tính kỹ quá nữa, rồi không làm được gì hết. Thị thấy cái thanh tắc vô ngư, nhưng thấy cảnh tắc vô trí. Nếu trong quá không có cá, mà người mà cái gì cũng xét nét quá thì không có sáng suốt được, để xét nét nhiều quá. Nhưng mà ở đây chúng ta nói như vậy là tất cả những người mà thành công trong cuộc sống hôm nay về kinh tế đó, họ đều có cái bản tính là nhanh lẹ, nắm bắt được cơ hội. Cái cơ hội không phải là cái gì đó luôn luôn nằm đó. Nếu cái gì luôn luôn sẵn đó cho ta đến như là vàng mà cái đống này đó, ai lấy đó, thì cái đó không gọi là cơ hội nữa. Cơ hội đó được giới hạn trong một cái khung cửa sổ. Cái khung nó đó, nó chỉ ở một khoảnh khắc nào đó thôi. Thí dụ như bây giờ chúng ta đã có cái đủ cái thời gian để nhìn lại cái Bitcoin, tức là đồng tiền ảo đầu tiên nổi tiếng trên thế giới đó. Bây giờ có rất nhiều cái crypto money, nhưng mà cái Bitcoin có thể nói là cái điều biết nhiều. Thì chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta mua một đồng Bitcoin năm 2009 chẳng hạn, thì lúc đó nó chỉ bằng một đồng Mỹ Kim thôi, mua ly cà phê thôi. Nhưng mà tới khi đại dịch năm rồi, có lúc rồi Bitcoin lên tới 68.000 Mỹ Kim một đồng, tức là cái giá trị tăng lên 68.000 lần. Và bây giờ đồng Bitcoin là tuột giá xuống. Thì nhìn trong cái đồ biểu mà nó từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp, nó tuột lên tuột xuống, thì chúng ta biết rằng những cái đỉnh điểm mà nó cao á, nó chỉ là một khung thời gian rất nhỏ. Và lúc có người nào nắm bắt lúc nào là lúc mua con ngựa, lua con heo bị bệnh vào với giá rẻ, và lúc nào bán ra con heo khỏe mạnh với giá cao, thì người đó giàu có. Nhưng mà cái cơ hội không có nhiều. Ở trong kinh doanh, ở trong cuộc sống, là người nắm bắt lấy cơ hội. Nắm bắt lấy cơ hội là biết đúng thời, đúng lúc chụp lấy. Đức Phật ngày dạy cũng tương tự như vậy nha. Quý vị đừng nghĩ Đức Phật ngày dạy rằng một cái người tu giống như một người làm nông, tại xã hội thì xưa làm nông nhiều lắm. Biết cái thời điểm nào là thời điểm cần phải cày, và khi cày xong, không biết thời điểm nào cần phải gấp rút để mưa để trục, mưa trục biết gấp rút để gieo mạ để cấy, rồi biết thời điểm nào gieo mạ để cấy, rồi chăm sóc, biết thời điểm nào phải đạt. Xuyên suốt cả một quá trình trồng lúa của một nhà nông đó, nó luôn luôn là nó cần đến một cái thời điểm thích hợp. Không bao giờ trong mùa khô cần đi cày đất, cày đâu có nổi, vì nó phải chờ mưa xuống, nó mềm một chút tâm mới cày. Cày xong thì phải làm cái gì đó, lấy cho đất một bữa, khi họ bỏ rơm bỏ rạ xong họ đốt chẳng hạn. Nhưng mà cày xong rồi trục trên nước, mưa xuống cái trục trên đó, mấy cái lúng gài cho nó nát ra, rồi sao làm gì được khi đó? Nếu đất cài mà đã được trục được mưa nát ra rồi thì phải kịp thời, chúng ta phải dùng kịp thời. Đây là cơ hội đó, là gieo mạ cái lúa này, gieo mạ cái lúa cũng có những việc phải chăm sóc thích hợp. Và khi mà lúa chín rồi phải gặt liền, không ai nói lúa chín để nó ấp lẫm ngoài đồng rồi muốn gặt khi nào gặt, không phải vậy. Không gặt thì kể như là thất thu.
Đức Phật ngài dạy chúng ta rất rõ là trong cái quá trình tu tập, cái khung thời gian á, nó bắt buộc chúng ta phải nắm bắt lấy những cơ hội mà ở ở trong kinh đó, gọi là kale đó, tức là đúng thời, tùy thời, phải đúng thời, đúng làm đúng việc đó thì mới khá. Nếu cái thời đó là cái thời mà cần phải cài mà chúng ta không cài đó, qua tới mưa xuống bụi tầm tã nước ngập lên sao cài được? Và thời đó thì phải gặt lúa, mà chúng ta gặt lúa mà nó chín quá nó ngã rạp xuống thì sau đó chúng ta đi gặt lúa thu hoạch không bao nhiêu, thậm chí còn thất thu hoàn toàn được. Thì ai là người biết nắm lấy cơ hội trong cuộc đời là người phải có tốc trí, người đó là người phải linh trí, người đó là việc phải nhậm lẹ, phải mau mắn. Có trí tuệ là một lẽ rồi, nhưng mà phải mau mắn được. Ít có người nào trù trừ mà thành công. Đừng nghĩ rằng cái người làm ăn thương mại nhanh lẹ thì thành công, còn người tu phải chậm chạp, không phải. Người tu phải, nếu mà người nói rằng người tu giống như làm đông, mà cái gì phải tiếp phải làm đúng thôi. Thì những điều này nó cho chúng ta thấy những cái tố chất của một cái tâm thiện tạo nên tâm quả, và cái tố chất của tâm quả ảnh hưởng cuộc sống chúng ta hàng ngày ra sao. Tại vì cái tố chất tâm quả nó là những cơ địa của cuộc sống mà chúng ta không thể xem thường việc đó được. Chúng ta phải thấy rõ, phải biết rõ về việc đó. Nên chúng ta nhớ như vậy là cho dù quý vị vào nghe pháp, tham gia một khóa tu, hay là ví dụ chủ tổ chức đại lễ, đừng để ý cái tình trạng ở bên ngoài nhiều, hãy để ý tâm của mình. Làm sao cho tâm mình được trong sạch, làm sao cho tâm mình được khoan hỷ, làm sao tâm mình được sáng suốt, làm sao tâm cho mình được mau lẹ. Mình những cái tố chất đó có thì tâm quả nó sẽ tương tự như vậy. Và tâm quả có những tố chất đó thì nó mang lại rất nhiều những lợi lạc trong đời sống của mình. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay, nói về tâm quả, dục giới, tịnh hảo. Và một lần nữa chúng tôi nhắc quý vị là khi học Thánh Pháp á, là không phải chúng ta học một buổi học thì chúng ta biết hết, chúng ta chỉ nói đại lược thôi. Khi mình đi học vào trong cái diễn trình tâm thức thì chúng ta sẽ nói thêm về tiềm thức và hoạt thức, và chúng ta sẽ thấy rõ hơn cho vai trò những tâm tục sinh của kiếp Phật tử. À, mỗi buổi học cho chúng ta một số khía cạnh để suy tư. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Kính riêng chư Tôn Đức đã vào room để tham dự và thân chào tạm biệt Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai ngày thứ thì chúng ta sẽ có lớp Đức Ưng Bộ của Môn Đương Bộ và vị giả sư là Trường Đọa Pháp Tân. Xin chúc tất cả một ngày an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng quy mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành thanh tịnh hóa tâm lý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý óc để yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm ngồi hồi hướng nguyện công đức đã làm,